Xin chào cả nhà, Hà mới mình tới Nha Trang và được tặng một cái bánh nem. Cái này chắc là nem Nha Trang nha cả nhà. Em đừng quà hả? Đói bụng quá hả? Đói bụng là chia cho thức rồi. Đói bụng rồi. Thật là đang đói bụng mà rất. Chạy từ Sài Gòn ra chưa ăn gì luôn hả? Chưa ăn gì luôn. Chứ có đồ ăn là mừng lắm. Không ăn thì luôn đi trời. Ăn thì luôn nha, ăn là mới vô Hà Giang xong chưa ăn nha. Ăn thì cũng ăn rồi. Dạ, vừa mới tới luôn. Đây là chắc là đặc sản Nha Trang của mọi cả nhà. Sao anh? Ngon quá. Được không? Được rồi đấy. Rồi em tới đây tới. Lâu hay lâu. Ngon luôn nha. Dạ. Tao nói bụng. Chắc ăn cái nhục cái quá. Anh Thanh Thức là có một cái điện tài là ăn rất nhiều nhưng mà không có mập nha. Không biết anh tập thể dục cái giờ nào. Chưa mập thôi. Chưa mập chứ không phải là không mập. Dũng biết hả? Cảm ơn Nha Trang nha. Dễ thương quá. Trời ơi mọi người dễ thương kinh khủng luôn không mày.